Các em ơi, các em có biết gì về nàng tiên cá không? Hôm nay chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các em về sự tích về nàng tiên cá nhé. Ngày xưa, ở tận bên dưới lòng biển sâu là vương quốc của vua Thủy Tề. Nhà vua có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Công chúa thích dạo chơi và thường nhìn lên mặt biển bằng ánh mắt tò mò. Mẹ nàng cho biết, khi nào đủ 16 tuổi, nàng sẽ được phép lên thăm viếng loài người. Đến năm công chúa 16 tuổi, nàng được vua cha cho phép lên mặt biển dạo chơi. Công chúa mừng lắm, bơi thẳng lên mặt biển. Vừa trồi lên, nàng lập tức bị cảnh vật bên trên mặt nước mê hoặc ngay. Ngồi trên tảng đá giữa biển, nàng say mê ngắm nhìn khắp nơi. Bỗng nhiên, ngay lúc ấy gió từ đâu kéo về mỗi lúc một mạnh làm nổi sóng, rồi bão tố kéo tới ầm ầm. Công chúa hoảng sợ định quay trở về thủy cung thì bỗng trông thấy một chiếc thuyền đang chao đảo dưới những đợt sóng thần dữ dội, và ngay sau đó chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ tan. Nàng vội bơi đến trông thấy một chàng hoàng tử đang chìm xuống biển, nàng cứu chàng vào bờ. Bỗng ngay khi đó từ xa có mấy người xuất hiện, nàng nhanh nhẹn gỡ một con ngọc trai đặt vào bàn tay chàng rồi bơi về thủy cung. Từ sau chuyến đi, công chúa không thể nào quên được chàng trai tuấn tú ấy, nàng luôn ước muốn có một đôi bàn chân để lên bờ. Nàng đã bày tỏ ước muốn với mụ phù thủy nơi thủy cung, nhờ bà giúp mình đạt được ý muốn này. Bà phù thủy đồng ý giúp, bà trao cho nàng một lọ thuốc thần và dặn, trong 3 tháng, nàng không được nói một lời nào. Nếu hoàng tử không cầu hôn với nàng trong thời gian ấy, thì nàng sẽ trở lại người cá như cũ. Công chúa không cần suy nghĩ, nàng đồng ý ngay. Lọ thuốc màu nhiệm ấy đã biến cái đuôi cá thành một đôi chân xinh đẹp. Nàng cất giấu những con trai quý giá của mình rồi lang thang trên bờ biển. Đứng trong lâu đài, hoàng tử trông thấy và bị quyến rũ bởi sắc đẹp của nàng công chúa. Chàng vội đến làm quen và nhận ra nàng. Ngày ngày họ luôn ở bên nhau. Kỳ hạn 3 tháng đã sắp hết. Đến ngày cuối cùng, công chúa buồn bã ra bờ biển, lấy những con ngọc trai cất giấu ra cầm lên. Hoàng tử đi ra tình cờ nhận ra những con ngọc trai. Chàng lập tức hiểu ngay nàng chính là người đã cứu chàng khi trước. Hoàng tử liền ngỏ lời cầu hôn cùng nàng. Công chúa vui mừng vô hạn. Như vậy là nàng có thể giữ lại đôi chân và nói với chàng những lời êm ái nhất. Hoàng tử cũng vui lắm. Ngay tối hôm đó, lễ cưới diễn ra thật linh đình trọng thể tại lâu đài. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chị Thỏ Trắng xin chào các em và hẹn gặp lại.